chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đội bạn về tham dự hội diễn văn nghệ ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với hội diễn lần này, đơn vị phòng giáo dục và đào tạo huyện Krông Anna xin được gửi đến toàn thể quý vị một chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề Hoa nắng trên quê hương, gồm các bài hát ca ngợi về quê hương đất nước, ca ngợi nghề dạy học, ca ngợi những bản sắc độc đáo của các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk thân yêu. Chương trình của đơn vị chúng tôi với thứ tự các tiết mục biểu diễn như sau: tiết mục hát múa đất nước bên bờ sóng, sáng tác nhạc sĩ Thái Văn Hóa, biểu diễn toàn đoàn; ca khúc Hoa nắng mục giảng, sáng tác nhà giáo Quốc Thanh, biểu diễn tam ca nữ; diễn tấu chim gram và múa mừng mùa, biểu diễn đội chiêng và tốt múa; ca khúc Đêm ả đào, sáng tác nhạc sĩ Phú Quang, biểu diễn Hồng Tuyết; hoạt cảnh múa lớp học vùng cao, âm nhạc Hồ Hữu Thái, biểu diễn tốt múa nam nữ. Sau đây chương trình của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe.